Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 25 tháng 10 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Vu Thủy Tiên nhận tiền phản động, Giám đốc Tuấn vội tìm đường thoát thân. Mạng xã hội mấy hôm nay phẫn nộ vì ông Nguyễn Phi Tuấn, Giám đốc nhà hát múa rối và nghệ thuật cổ truyền Huế, đột nhiên vu cho số tiền 100 tỷ của ca sĩ Thủy Tiên nhận được là do các tổ chức chống phá chính quyền bơm vào, để sau đó đăng bài kích động rằng chính quyền kém cỏi, vô trách nhiệm, không bằng cá nhân một ca sĩ. Mục đích là tạo sự bất bình trong nhân dân, gây chia rẽ và bôi xấu chế độ, đã bỏ mặc nhân dân để cá nhân phải gánh vác. Ông Nguyễn Phi Tuấn đã viết như vậy trên trang Facebook cá nhân của mình. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phi Tuấn, giám đốc nhà hát múa rối và nghệ thuật cổ truyền ở Huế. Tuy nhiên, có lẽ do nhiều ý kiến chỉ trích nên ông đã vội khóa bài viết này sau một thời gian ngắn đăng lên. Bình luận về ý kiến của ông Nguyễn Phi Tuấn, nhà báo Hoàng Nguyên Vũ cũng đưa ra bài viết với tựa đề "Hãy hành xử như con người" với nội dung chia sẻ như sau. Nếu là tiền của bọn phản động bơm vào tài khoản của Thủy Tiên để số tiền đấy đến được với người khốn khổ, thì bọn phản động ấy đáng yêu lắm các mày ạ. Các mày cứ ngồi leo lẻo bọn phản động, nhưng các mày vài nghìn tiền lẻ còn không muốn cho đi, còn ngồi sân si khi đồng bào mình tai ương, thậm chí còn trục lợi, thì không biết các mày có được xếp vào loại gì đi nữa. Đúng rồi, tại các mày cả đấy, tại các mày chở từng xeo gỗ của rừng thiêng về làm biệt phủ, về đẽo ghế ngồi, về tạc tượng quan công bên tàu để bảo vệ an toàn cho sự cướp bóc của các mày. Nên bây giờ đồng bào mới chìm trong mưa lũ như vậy. Ơn các mày cả đấy, huy động đóng góp gọi lòng trắc ẩn, cuối cùng cái lòng trắc ẩn đã bị các mày gọt đẽo. Về đến dân thì đồng dụng đồng rơi còn chăng ít mì gói. Các mày ăn thế, nuốt thế, trôi được mà không sợ đời con, đời cháu khát nước thì cũng đến lạy luôn đấy. Lòng thương người không cần định hướng, nhất là sự định hướng đến từ những giống loài không biết yêu thương là gì. Bọn phản động nào đâu chưa thấy, chỉ toàn thấy bọn phản bội loài người mà thôi. Khi người ta đang đắp chăn cho người chết rét, không để yên được thì đừng có giật tấm chăn ấy đi để thể hiện sự khác biệt của mình. Thế giới này thuộc về những người biết truyền hơi ấm cho nhau, chứ không thuộc về những kẻ tước đoạt hơi ấm tình thương của người khác. Đây là hình ảnh nhà báo Hoàng Nguyên Vũ. Nhà báo này nói tiếp, con chó còn biết đưa con nó vượt qua thác lũ. Con gà mẹ thả chết lạnh giữa vườn đông còn biết ấp mình cho con rồi chết đi cũng đành. Yêu thương là bản năng thì hãy để con người tự chọn cách thể hiện. Các mày không thể hiện được thì cũng đừng hắc mực lên người khác và vu cho họ tội phản động. Biết đâu trong đời con cái chúng mày ngã xuống giữa đường, một bác sĩ xuất hiện cứu chữa ngay, thế chúng mày sẽ bảo, này ông, bác sĩ kia, ông có phải là bọn phản động hay không? Ông bác sĩ sẽ trả lời rằng, loài người chúng tôi không biết bọn phản động là gì, nhưng tôi chỉ biết đang giúp con của một kẻ phản phúc. Nhưng không sao, tôi không phân biệt và vẫn chữa cho nạn nhân vì tôi là con người thuộc về loài người. Và hãy hành xử như một con người, nhà báo Hoàng Nguyên Vũ đã nêu ra quan điểm của mình như vậy. Mạng xã hội cũng chia sẻ tin tức từ nhạc sĩ Tuấn Khanh rằng các nhóm thiện nguyện đang bị làm khó. Tin từ các nhóm thiện nguyện, các huyện ở Quảng Bình cấm dân trong vùng trèo xuồng giúp chở người cứu trợ đến các nơi gặp nạn, nếu hàng và tiền không giao cho mặt trận Tổ quốc hay chính quyền địa phương. Dân trong vùng nói mà uất rằng họ không cần tiền, sẵn lòng giúp người đi cứu trợ, nhưng chỉ sợ chính quyền trừng phạt. Hàng bánh chưng, nhu yếu phẩm tính bằng tấn hiện nay đang kẹt ở sân bay vì các hãng hàng không được lệnh nếu không có giấy chứng nhận của mặt trận Tổ quốc hay hội chữ thập đỏ của nhà nước thì không được mang đi. Đây là hình ảnh bà con gói bánh chưng cứu trợ đồng bào miền Trung. Trong khi đó, dân đói từng giờ, còn những gia đình có con nhỏ chết trong nước lụt, không có được quần áo tử tế để gói lại. Nghĩ cũng lạ, nhà cầm quyền hành động cứ như thể họ là ngoại tộc, không là người Việt. Họ thật giỏi tạo ra những đạo luật để gây hại cho người Việt. Nhạc sĩ Tuấn Khanh đã nêu lên quan điểm của mình. Một tin khẩn do nhà báo Trung Dũng ở báo Khăn Quảng Đỏ đăng như sau. Tin nhắn từ sư thầy Như Thị, người đang trực tiếp cứu trợ cho bà con vùng lũ như sau. Một số bà con nhân dân xã An Phú, huyện Củ Chi đang gói 1.000 kg bánh chưng, bánh tét để sáng mai chuyển máy bay ra miền Trung. Nhưng bên hàng không
họ yêu cầu phải có giấy xác nhận của Mặt trận Tổ quốc và Hội chữ thập đỏ. Em có gọi điện nhờ sự giúp đỡ của Hội chữ thập đỏ địa phương xã để tìm người phụ gói bánh. Nhưng hiện tại, Hội chữ thập đỏ nói đây là sự hỗ trợ với tư cách cá nhân nên họ không dám đóng dấu. Em đã liên hệ với Phó Chủ tịch xã Mảng Từ Thiện để xin hỗ trợ nhưng vẫn chưa nhận được trả lời. Vì nghĩa đồng bào, vì tấm lòng của nhân dân xã An Phú, Củ Chi với miền Trung, xin các anh can thiệp sớm giúp, nếu không bà con nấu bánh chưng xong để thiêu đem bỏ trong lúc con người ngoài này đang đói rét. Nhà báo Trung Dũng đã lên tiếng kêu gọi như vậy. Cứu trợ quốc doanh và cứu trợ tư nhân là bình luận của giáo sư Mạc Văn Trang trên trang Facebook cá nhân của mình. Ông viết như sau: cứu trợ quốc doanh phải có tổ chức đàng hoàng, khẩu hiệu tưng bừng, báo hình, báo viết tuyên truyền cho toàn dân và thế giới biết. Đồ cứu trợ phải đi theo quy trình từ trung ương đến tỉnh, huyện, xã, thôn, bản, xóm. Người dân nhận được quà cứu trợ với vinh dự miếng giữa làng hơn sàng xó bếp. Làm như thế để dân còn biết ơn đảng, ơn chính phủ. Đây là hình ảnh, bên trái là hình ảnh ca sĩ Thủy Tiên lội nước tặng quà cho người dân từ rất sớm khi nước còn dâng cao. Bên phải là hình ảnh trên TV quen thuộc của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Cho đến ngày 22 tháng 10, tức là sau cả tuần thiệt hại nghiêm trọng xảy ra, thì các mặt hàng cứu trợ của Tổng cục Cứu hộ Cứu nạn vẫn chưa đến được với người dân. Ngược lại thì cứu trợ của cá nhân hay các nhóm dân sự cứ tự nhiên âm thầm lặng lẽ đến với người dân có khác gì áo gấm đi đêm. Cho nên một số quan chức thấy ngứa mắt. Facebook Mai Sơn bình luận như sau: khác nhau cơ bản, nhà nước cứu trợ thì lên TV nhận, còn cá nhân thì nhận luôn chào tận tay. Facebook Thuận Vi thì nói tiếp: lũ một tuần, họp nửa tháng mới xong. Facebook Hưng Lê thì viết: trao cho các tổ chức địa phương để họ phân phối chẳng khác gì trao trứng cho ác. Thanh Đặng cũng tiếp lời: làm từ thiện cốt lõi ở cái tâm, không cần phải đánh trống khua chiêng, nhìn đã biết hình thức để cho các báo đài quay phim chụp hình, chán thật. Còn ông Phạm Ngọc Lý thì giải thích như sau: bằng cách đưa ra văn bản quy định rằng cứu trợ quốc doanh được hưởng 5-10% trên tổng số cứu trợ cho chi phí ăn ở đi lại. Cứ 100 tỷ thì quốc doanh cũng kiếm được 5-10 tỷ. Nguồn tin tốt lành đó là Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã lên tiếng khẳng định rằng ca sĩ Thủy Tiên không phạm luật. Báo Tuổi Trẻ cũng đưa tin vào sáng ngày 23 tháng 10 rằng bà Nguyễn Thị Xuân Thu, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã trả lời câu hỏi của phóng viên rằng ca sĩ Thủy Tiên có vi phạm Nghị định 64 như mạng xã hội đang bàn tán hay không. Việc ca sĩ Thủy Tiên đứng ra kêu gọi, vận động nguồn lực để hỗ trợ nhân dân kịp thời trong lúc khó khăn và lặn lội đi đến tận nơi chia sẻ, giúp đỡ đồng bào rất đáng hoan nghênh và trân trọng. Bà Xuân Thu nói như vậy. Đồng thời, bà cũng khẳng định tiếp như sau: về mặt pháp luật thì ca sĩ Thủy Tiên cũng không vi phạm vì theo bộ luật hình sự, cô ấy là người trung gian để đem vật chất, tiền bạc của người cho, gửi cho người nhận, được ủy thác nên theo luật là được phép. Đây là hình ảnh đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Xuân Thu, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Không nên quá khắt khe khi một người có tấm lòng nhân hậu đã đứng ra giúp đỡ đồng bào lúc khó khăn. Việc huy động được nhiều hay ít là do uy tín của từng cá nhân tập thể. Vận động được nhiều thì sẽ có nhiều người được giúp đỡ, có nhiều cơ hội hơn để giúp người khác. Bà Xuân Thu đưa ra nhận định như vậy. Bà Thu cũng chia sẻ rằng một cá nhân đứng ra làm thì sẽ gặp rất nhiều rủi ro và rất vất vả, đặc biệt với nguồn tiền rất lớn. Vấn đề là làm thế nào để số tiền người khác ủy quyền cho họ đến đúng người, đúng nơi, không bị lợi dụng, vì thực tế đã có trường hợp lợi dụng nguồn tiền từ thiện này. Nếu nguồn tiền đó phân phối không công bằng, không có tiêu chí rõ ràng như các tổ chức nhân đạo đang làm, thì phát sinh nhiều tiêu cực trong xã hội, thậm chí mất đoàn kết của nhân dân trong cộng đồng khi người được, người không. Chưa nói đến việc sẽ hỗ trợ cái gì, cái gì cần trước mắt và cái gì cần lâu dài. Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã bày tỏ như vậy. Cùng lúc đó, vào cuối ngày 23 tháng 10 năm 2020, cũng có tin rằng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo sửa Nghị định 64/2008 đang gây tranh cãi trong dư luận. Thủ tướng giao cho Bộ Tài chính khẩn trương nghiên cứu, lấy ý kiến rộng rãi, đầy đủ của các bộ, ngành, cơ quan liên quan đến đối tượng chịu tác động trực tiếp, xây dựng nghị định mới thay thế nghị định 64 vào năm 2008 của Chính phủ, trình Chính phủ theo quy định của pháp luật. Các quy định mới sẽ khuyến khích, tôn trọng và tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức cá nhân phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái
nhanh chóng hỗ trợ nhằm ổn định cuộc sống, khôi phục và phát triển sản xuất, sinh hoạt của người dân. Trước đó, ca sĩ Thủy Tiên đã có phát biểu về số tiền 100 tỷ đồng như sau: "Nếu mất hết sự nghiệp, tôi cũng sẽ vui vẻ, chấp nhận." Và hiện nay, số tiền mà cô quyên góp được lên đến xuất soát 150 tỷ đồng rồi. Cô nói tiếp, tôi chỉ là một cá nhân và tôi sẽ làm việc theo cái tâm của một cá nhân, mong muốn giúp đỡ cộng đồng, tiền trao tận tay để giúp đỡ bà con, không thông qua một tổ chức nào cả và cũng không tạo ra một tổ chức nào cả. Nếu như vì việc này mà mình không may mắn, mất hết, mình cũng vui vẻ, chấp nhận, cô nói thêm. Báo chí trong nước cũng đưa tin đính chính việc cán bộ chia nhau lương khô cứu trợ làm quà, từng được phát hiện trước đây chứ không phải thực tế đang xảy ra ở Quảng Trị. Đây là hình ảnh Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã trả lời báo chí. Chiều ngày 23 tháng 10, bên hành lang Quốc hội ở Hà Nội, Thượng tướng Lê Chiêm nói với báo chí Việt Nam như sau. Ở đây tôi không nói cụ thể địa phương nào, vì tôi làm nhiệm vụ này ở tất cả các vùng lũ lụt, ở các tỉnh và quân khu đều tham gia. Đây là vấn đề cảnh báo và chấn chỉnh ngay cán bộ, cơ sở, chứ không riêng gì địa phương nào, để tất cả các hàng hóa của nhân dân, quân đội cần được cấp tới đúng người dân cần hỗ trợ. Cần cảnh báo để các tổ chức chấn chỉnh, mặc dù hiện nay chưa phát hiện, chúng tôi cũng rút ra bài học và cảnh báo với địa phương về việc bớt xén chế độ, làm sao hàng hóa ấy đến được với người dân cần được hưởng. Có phóng viên hỏi lại, tại thời điểm mưa lũ năm nay đã xảy ra hiện tượng như trên chưa? Ông Lê Chiêm trả lời như sau. Đến bây giờ chưa phát hiện ra, nhưng đây là cảnh báo. Chúng tôi cũng rút ra bài học sau các đợt lũ lụt đều có tình trạng đó, bớt xén chế độ, hàng cứu trợ. Cho nên đây là lời cảnh tỉnh, cho nên lãnh đạo ở các địa phương phải có trách nhiệm ngăn chặn ngay để hàng hóa phải đến với người dân đầy đủ. Tuy nhiên, cũng nhờ sự kiện một số cán bộ cơ sở chia nhau lương khô cứu trợ làm quà, tranh cãi trên các tờ báo mới hé lộ ra sự thật rằng công tác cứu hộ của nhà nước là cực kỳ chậm chạp. Cho đến ngày 23 tháng 10, mặc dù đã bị lũ lụt nghiêm trọng gần một tuần nay, nhưng các tỉnh bị lũ lụt vẫn chưa nhận được thực phẩm cứu trợ bao gồm lương khô và các phương tiện cứu hộ như xuồng máy, máy phát điện, máy bơm nước, phao cứu sinh. Ngày 22 tháng 10, tức 5 ngày sau khi lũ lụt, Cục Cứu hộ, Cứu nạn của Bộ Quốc phòng mới ra công văn cấp phát trang thiết bị lương khô cho các tỉnh miền Trung bị lũ lụt. Hôm nay, ngày 23 tháng 10, tức 6 ngày sau lũ lụt, Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Trị cho biết tỉnh Quảng Trị vẫn chưa nhận được đồ cứu trợ. Và mãi đến chiều tối cuối ngày 22 tháng 10, Cục Cứu hộ, Cứu nạn Bộ Tổng tham mưu phối hợp với Cục Vận tải, Tổng cục Hậu cần mới xuất cấp vận chuyển các mặt hàng cứu hộ, cứu nạn giúp các tỉnh trọng điểm đang bị thiệt hại nghiêm trọng do lũ lụt ở miền Trung gây ra. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 25 tháng 10 năm 2020 với bản tin Vu cho Thủy Tiên nhận tiền phản động, Giám đốc Tuấn vội tìm đường thoát thân. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.